Sao cô lại đi giày vào trong nhà thế kia? Tôi vừa lau cái nhà sạch sẽ xong. Cháu quên, cô lau lại hộ cháu với ạ. Ô hay, cô định để đây để tôi cất hộ cô đấy à? Có vài cái bước chân thôi mà sao cô cũng ngại. Ôi dồi ôi, con gái con đứa gì mà vô duyên vô dạng thế không biết nữa. Quần lót áo lót ướn a ướn đẹo. Đấy người ta không gọi là quần áo lót. Người ta đi biển người ta phải mặc bikini, chứ ai lại đi mặc đồ dài vào làm gì? Thì tôi chả biết cái bikini nó là cái gì. Thế nhưng mà nhà có trẻ con mà nó nhìn đến những cái cảnh như thế này thì còn ra làm sao nữa. Cháu không tranh luận với cô nữa đâu, nói với cô cười lắm. Cô đi vào trong cô dọn cơm cho cháu đi. Thì tôi nhà quê, nghĩ sao nói vậy. Cô Thanh à? Có chuyện gì thế ạ? Là không, không có chuyện gì đâu. Cô đi vào trong đi. Đấy, cứ việc nhà anh đấy. Suốt ngày soi mói hết chuyện này đến chuyện khác. Em cứ tưởng là hai vợ chồng mình lấy nhau xong ở riêng là phải thoải mái lắm. Ai ngờ thuê đúng phải cái quả thú việc. Cô này á, cô ấy cổ hủ lạc hậu. Em thấy còn khổ hơn cả sống chung với mẹ chồng. Anh thấy cô Thanh cũng hiền lành chất phác mà. Anh có biết là suốt ngày bà ấy lo việc bao đồng không? Xong rồi còn là can thiệp cả vào đời tư của vợ chồng mình nữa. Chắc là thói quen ở quê thế. Em bảo đây, hay là vợ chồng mình đổi giúp việc đi. Bây giờ mình có tiền thuê, mình thiếu gì lựa chọn đâu. Để xem tình hình thời gian tới thế nào đã. Đằng nào cô Thanh cũng quen việc rồi, giờ thuê người mới có phải là lại phải nói lại từ đầu không? Lại để xem. Cô Linh Nguyễn Thức Bè à? Sao tự nhiên cô lại vào phòng cháu giờ này? Tôi đi vệ sinh, nhớ ra mấy bộ quần áo vẫn chưa kéo. Úi dồi, mới đã 1 giờ đêm rồi cơ à? Thế mà cô vẫn còn thức. Cô không nghe đài báo người ta nói là thức khuya là ảnh hưởng đến sức khỏe lắm à? Cẩn thận bị thần kinh đấy. Cái cô này, bao nhiêu là việc thì cũng phải đi ngủ sớm để sáng mai làm tiếp. Cháu lạy cô, cháu xin cô bây giờ cháu bao nhiêu việc chưa làm xong mà cứ lần nào nhìn thấy mặt cô là cô nói hết chuyện này đến chuyện khác, cô nói không ngừng nghỉ. Trời ơi, cháu không thể nào cháu tập trung được. Cô đi về cho cháu nghỉ nhanh. Trời ơi. Cô chủ, cô tìm cái gì đây? Cô thì biết cái gì mà hỏi. Thì cô cứ nói đi, tôi tìm giúp cho. Thế cô có biết cái USB là cái gì không? Tôi không. Nhưng mà hình dáng nó ra làm sao? Ôi dồi ôi, cô không biết. Thì thôi, tốt nhất là cô đừng có hỏi nữa. Bây giờ cháu đang rất là rối. Cháu đang cần tìm cái USB của cháu nhỡ việc rồi đấy này. Úi giời. Thì đâu được. Thế lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là khi nào? Cháu mang cái USB từ công ty về chiều hôm thứ hai. Bây giờ những 3 ngày rồi làm sao mà cháu nhớ được? Chiều hôm thứ hai à? Tôi nhớ cô đi làm về mặc cái áo khoác màu trắng. Khoan. Cái áo khoác màu trắng. Cái áo khoác của cháu. Tôi giặt rồi, tôi là cẩn thận, tôi xếp vào trong tủ cho cô rồi. Cái USB của cháu. Khoan. Cứ bình tĩnh nào, thì có phải cái này không? Ôi dồi, đúng cái USB của cháu rồi. Tại sao không cầm của cháu? Ô hay nhỉ. Trước khi giặt tôi kiểm tra, tôi thấy nó ở trong túi cái áo khoác màu trắng đấy. Rồi là tôi lấy ra, tôi cất vào túi cho cô cẩn thận. Thế tôi mới cho quần áo vào tôi giặt chứ. May quá. Bây giờ cháu mới nhớ ra. Hôm đấy lúc ở công ty vội về quá, rút USB ra xong một cái là cháu nhét vào túi áo rồi chạy đi luôn. May quá cô không cho vào máy giặt. Chứ không thì hôm nay cháu đi làm đấy cô ạ. Từ nay trở đi nhá, nhà có chuyện gì cô cứ phải hết sức bình tĩnh. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà cô chủ. Cháu biết rồi, cháu cảm ơn. Cô cháu đi làm đây, có muộn giờ rồi đây này. Cô ở nhà dọn dẹp giúp cháu nhá. Vâng, cô chủ đi.